Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khói mini sử dụng ga VNPK 2000G, máy phun thuốc tạo khói sử dụng bằng khí ga. Ga được đốt cháy bởi hệ thống đánh lửa cơ và khí nóng một ống cuộn dây kim loại, sử dụng nước hoặc dầu pha với hóa chất để... Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy phun khói Vinavang 2000G. Máy có ưu điểm vượt trội, hiệu quả hơn so với cách phun thông thường. Công suất phun của máy mạnh mẽ, phun đồng đều, giúp thuốc len lỏi đến các khu vực mình đang phun. Máy được sản xuất từ vật liệu cao cấp, nhẹ, có độ bền cao, sử dụng linh hoạt trong mọi điều kiện. Cơ chế vận hành dễ dàng, kích thước máy nhỏ gọn, dễ di chuyển. Sau khi chúng ta lấy máy từ thùng máy ra, có dây đeo, nắp bình hóa chất, một sách hướng dẫn và thân máy. Thông số kỹ thuật của máy: máy có trọng lượng là 1,5 kg, dung tích bình chứa là 2 lít, được bảo hành 12 tháng. Máy có thể sử dụng được các loại như dung môi tạo khói, dầu thực vật hoặc là dầu diesel. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy phun khói Vinavang 2000G. Đầu tiên, các bạn kiểm tra van điều khiển ga, đưa về vị trí min, cho hóa chất vào bình chứa, cho nước làm mát vào bình làm mát, mở từ chế độ phun khói sang chế độ phun nước, kiểm tra cuộn phun bằng cách bơm nước từ bình làm mát lên. Tiếp đến, các bạn lắp bình ga vào máy, xoay theo nhịp kim đồng hồ để van giữ được chắc. Các bạn chuyển van từ chế độ làm mát sang chế độ phun khói, mở van điều khiển ra, bật công tắc đánh lửa đến khi máy được hoạt động. Tiếp đến, các bạn bóp và thả liên tục thanh cuộn khói để cho máy được phun khói ra. Sau khi phun khói xong, các bạn chuyển từ chế độ phun khói sang chế độ làm mát. Ngay sau đó, các bạn lập tức điều chỉnh van ga về chế độ min, dùng bơm làm mát để bơm lên cuộn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.